và Con và Thánh Thần. Amen. Để tìm cho mình một sứ điệp Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Và quý cộng đoàn đã dành cho con những cái sự ưu ái, nhất là cho con có cơ hội để lành thánh lễ tại đây. Thực sự ra thì chuyến đi đầu tiên của con với tư cách là một giám mục ra hải ngoại thì con đã đến với Úc và từ đó bay sang Hoa Kỳ để gặp gỡ anh chị em cựu chủng sinh Teresa Long Xuyên cùng với các ân sư mà con có đã nắm giúp con đến hôm nay để tạ ơn Chúa, tạ ơn các ân sư và tạ ơn các anh chị em trong gia đình Teresa Long Xuyên, và đồng thời cũng thực hiện một cái đường hướng của đời giám mục mình là ra đi đến anh chị em mình, xây dựng tình liên đới với anh chị em mình và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em mình, và đã có cơ hội đến với các cộng đoàn Việt Nam Công giáo hải ngoại ở Úc cũng như là ở Hoa Kỳ. Là con cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đang dành cho giáo hội Việt Nam, đang dành cho các cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở hải ngoại, và tất cả chúng ta cũng tạ ơn Chúa. Và chúng ta sắp sửa bước vào Tết Nguyên Đán, xin cầu chúc cho quý cha và quý cộng đoàn một năm mới tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, tràn đầy tình yêu anh em chị em với nhau và cùng nhau siết chặt nhau để xây dựng nước Thiên Chúa tại địa phương mà chúng ta đang sống. Xin cầu chúc lời cầu chúc đó trở thành cầu nguyện của con trong cái dịp này để tạ ơn Chúa, và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta trong năm mới. Xin cảm ơn quý cha con. Sau khi tiếng lúc bè đầu thức thì chúng ta có những gì để chúng ta tập lấy đức cha thì các đại đức người việc tập con xương đức quý cha chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha, tôn danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Chúa chờ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo hành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Mẹ mẹ Chúa vinh quang sáng hơn sao băng huy hoàng, mẹ như muôn hoa trên vàng, mẹ chiếu ánh sáng trời tươi dẫn ai lạc bước trên đường. Đồng tiên nước nữ này 65, hôm kia 64. Ủa, em đi đâu mà em tới đây? Trời ơi, cái không có gì. Con không còn nữa. 1, 2, 3, chụp luôn này. Cái nữa này.
Dẫu có tình bạc ấy, thì Chúa chúc lành không ngơi. Dẫu ý hàng tâm đầu, ở đây chưa tràn buồn vui. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vỗ tay đặt nhau. Chúc mừng các cha hết rồi, nếu mà các cha mà chưa thấy đây là cây của chúng nhà, đây là bà chúng nhà, con khoan bà chúng nhà nó ngồi trên đây kìa, các cha già đúng ra đó là anh phải được được chọn đấy, làm sao mà lại anh sẽ đi tu lớp nào vậy? Số 5. Cầu nguyện cho tất cả chúng con.
Cảm ơn cha. Rồi cảm ơn tất cả nhé. Thực sự thì cái chuyến đi này thì nó cũng chủ yếu là đến gặp gỡ các anh em cựu chủ sinh Teresa Long Xuyên. Chủ yếu là cái đó. Cũng như là vừa mới được tin bổ nhiệm thì sau khi đã viết thơ để trình diện với các đức cha và linh mục đoàn trong giáo phận, cái thứ hai là trình diện với các đức giám mục trong Liên hội Giám mục Việt Nam, và cái bức thư thứ ba là gửi cho các cụ chúng sinh Teresa Long Xuyên. Và chính vì thế mà cái chuyến đi ra ngoài nước đầu tiên thì cũng hướng tới các cụ chúng sinh Teresa Long Xuyên được ở bên Úc, rồi sang được ở phía bên này đi một số nơi. Thì xin là cảm ơn tất cả anh em vẫn nghĩ tới giáo phận, và đồng thời những cái tấm lòng của anh em đối với giáo phận nó cũng là một cái động lực thúc đẩy các đức giám mục cũng như là anh em linh mục ở nhà cố gắng để phục vụ giáo hội theo như những nguyện ước của Chúa cũng như theo những cái ước nguyện của anh em ở nước ngoài. Mà mỗi lần khi mà anh em về, anh em gặp gỡ các đức cha, gặp gỡ các cha, gặp gỡ giáo phận, anh em cũng sẽ cảm thấy niềm tự hào của mình thuộc về giáo phận Long Xuyên, cũng như là các đức giám mục cũng tự hào bởi vì anh em ở ngoài đang làm cho giáo phận Long Xuyên có những cái đặc sắc của giáo phận Long Xuyên nơi đất khách quê người. Xin tất cả chúng ta cùng hiệp thông với nhau cầu nguyện cho nhau nhé. Chú cha nhớ anh nhẹ lắm nhưng mà nó nặng cái ân tình của anh. Còn cũng có tiếng chúc gọi là còn có bạn bè chứ nhiều lắm. Hai ba thành rồi là thích rồi nhất thì đấy cả công kiên rất đủ thứ rồi cái đó. Rồi đây rất là xỉu nữa. Dạ vâng. Sau này con nói chơi với cha xỉu nhá. Vâng, thôi thì cũng là rồi. Nhớ nhau trong Chúa rồi là kinh nguyện rồi còn gặp nhau được từ lúc nào thì cảm ơn Chúa đó. Hy vọng lần sau đứa cha đến đây đâu đâu chúc. Thứ nhất là mình cảm thấy ấm lòng, cũng tự hào bởi vì anh em mình đang làm nổi bật cái sắc thái của Long Xuyên mình nhé. Đây nha. Như ở đây anh em nhìn trước đẹp, hô lên một tiếng là anh em tới đây thăm mắt anh em đọc. Và đây là có khổ chủ đây, nhà cao cửa rộng cao. Cái gì mà ai ăn lòng ba mươi ba. Đại kính thưa đức cha, thưa và thưa tất cả các anh chị em, hôm nay nhân dịp rất là hân hạnh đến để mừng gặp đức cha rồi cùng với tất cả các anh em, các anh chị em Long Xuyên. Cho nên theo lời yêu cầu thì xin có cái tâm tình để mừng đức cha và tặng cho tất cả các anh chị em. Mừng chúc đức cha ơn bình an, sống đời nhân đức trí bền gan, nhờ ơn Chúa Mẹ luôn trợ giúp, ban muôn ơn phước hồn hân hoan. Giáo nhân thân hữu mừng đức cha, mục vụ hăng say luôn thiết tha,
đấng tình tuyệt vời, chính Thiên Chúa hạnh phúc ân sủng mẹ Chúa Cha. Cầu chúc Đức Cha làm tốt đạo đẹp đời, đức đẹp trần, tỏa mọi nhân đức tuyệt tinh thần, nhờ thánh bổn mạng tăng cường sức, mọi người chia sẻ phước thiên ân. Theo lệnh của anh trưởng triết, vào theo lệnh của anh trưởng triết ở đây thì chúng con cũng mạn phép được mời Đức Cha đến nhà và tất cả anh chị em và cha cố với cha Khánh thì đến đây chúng con xin chân thành cảm ơn và tất cả anh chị em. Thật sự cái chuyện quan trọng nhất là cái mối tình thân, cái thì giờ của anh chị em bên này rất là quý giá vô cùng. Nhưng mà thật sự mình chỉ gọi là ở với nhau trong vòng một vài tiếng đồng hồ, cái đó là rất là quý giá vô cùng. Và con cũng nghĩ là đức cha cũng đồng ý rất là quý giá. Còn tất cả mọi sự khác thì Chúa sẽ lo liệu và Chúa sẽ ban cho sau. Con xin cảm ơn Đức Cha và cảm ơn cha cố và tất cả anh chị em. Châu có đồng ý không? Phải đồng ý thôi. Trong khi mà chờ đợi Đức Cha là có lời dạy bảo cho cái cặp này đó, thì thầy nói là đại diện anh em tất cả vùng này á, nhắn nhủ hai vợ chồng này lần sau mà có tiệc tùng như vậy đừng muốn quên chúng tôi. Cảm ơn thông báo chủ à, anh tiện thể đây rất là có xin chuyển lời như thế này đó, là hôm thứ bảy tuần này đó là ở bên New York Oregon County có một cái lễ anh tặng đó. Trước khi kết thúc thì xin có 3 điều nhé. Cái điều thứ nhất là chúng ta hướng về Thánh Teresa nhé. Thánh Teresa đơn sơ, bé nhỏ, chúng ta cũng gặp gỡ nhau trong đơn sơ và trong sự tình thân của những người con của Chúa, con của giáo hội, con của Đức Phật Long Xuyên, và đồng thời với sự bảo trợ của Thánh Teresa, và chúng ta tiếp tục giữ sự đơn sơ với nhau như vậy. Cái thứ hai là chúng ta cũng, một trong những cái thắc mắc mà mình cố gắng tìm để giải quyết, anh em cùng giải quyết với nhau, không biết lý do tại sao mà cựu chủ sinh Long Xuyên dễ dàng gặp gỡ nhau như thế này, có phải là do cái tinh thần của Đức Cha Mikael? Tức là khi mà chúng ta gặp gỡ nhau là chúng ta thường nói tới Đức Cha Mikael. Và đó là như là một cái gạch nối để chúng ta tiếp tục sống với nhau trong tinh thần hướng về giáo hội này là giáo phận Long Xuyên. Chúng ta cố gắng giữ tinh thần đó hướng về giáo phận Long Xuyên. Và chính vì thế mà các đức cha và đặc biệt là con đây thì cũng cố gắng hết sức để có một cái cầu nối giữa các anh em cựu chủ sinh Teresa Long Xuyên đối với giáo phận. Và chính vì thế sự hiện diện đây là một trong những cái cầu nối đó. Và điểm thứ ba một cách rất là ngẫu nhiên, không xếp đặt trước, nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất đặc biệt là thứ sáu, phải không ạ? Tôi đi xem. 16 tháng 1 là ngày kỷ niệm 23 năm linh mục của con. Wow. Ok. Này. Xin cầu nguyện có mặt thì tốt, mà không có mặt thì xin cầu nguyện cho con 23 năm trong chức linh mục. Chồng viện chúng ta hát trước khi đi ngủ. Mater misericordiae, vita lucero, espes nostra sangre. Nostra, in nostro cuore.
Thank you.